Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở ngay phía sau lưng khu nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Thì đây là cái đường trước nhà của mình nha anh chị. Thì đường trước nhà của mình sẽ là đường lộ nhựa luôn nha anh chị. Xe 7 chỗ chạy thoải mái luôn ha. Thì đây là căn nhà ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với anh chị nha. Còn phía bên kia đó chính là nhà máy xí nghiệp của khu nghiệp Tân Hương đó anh chị. Từ đây mình cách chỉ có khoảng chừng 50 mét thôi là mình đến với khu nghiệp Tân Hương rồi. Còn nếu mà mình đi theo đi ra cái chỗ khu tái định cư Tân Hương nè, ngay cổng sau khu Tân Hương á, thì khoảng là 800 mét là mình đến rồi nha anh chị. Và ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị đây là một cái căn nhà có diện tích là ngang 5x20 nha anh chị. Và bên em hiện tại đang xây dựng là xây phần thô cho mình nha. Và bên khách sẽ tự tô sơn và cũng như là tự lót gạch nha anh chị. Tụi em chỉ hoàn thiện cái phần thô là cái tường xung quanh cũng như là cái mái che cho mình nha anh chị ơi. Thì nên anh chị thấy là buổi sáng thì anh chị công nhân người ta đi được cái đường này rất là đông luôn nha anh chị. Thì khi mà tụi em bàn giao cho anh chị thì với giá rất là rẻ luôn. Chính vì vậy cho nên giá nó mới rẻ nha anh chị. Tụi em bàn giao là 750 triệu nha anh chị. Và tụi em đang hoàn thiện cho mình ha. Thì diện tích của nó sẽ là ngang 5x20. Đất của mình là full thổ cư rồi, sổ hồng riêng luôn nha anh chị, công chứng ngay trong ngày luôn nha. Thì tụi em đang làm nè anh chị. Thì tụi em thiết kế là một phòng khách nè, một nhà bếp, hai phòng ngủ, một toilet cũng như là một cái phòng đa năng ở phía sau. Thì bây giờ mình sẽ vào trong mình tham quan cái công trình xây dựng của mình nha anh chị. Thì đây anh chị thấy sáng là anh chị công nhân mình đi rất là đông nè. Mình đây mình qua khu nghiệp Tân Hương khoảng 800 mét thôi là mình đến với cái cổng sau á anh chị. Ngay chỗ đó là có chợ khu tái định cư nè, cũng như là trường tiểu học Tân Hương ở đó luôn nha anh chị. Thì bên em sẽ bàn giao thô cho mình nha, còn mình thích lót gạch màu gì thì mình lót. Đây là phía cái phòng khách đầu tiên của mình ha. Và đây là cái phòng tụi em thiết kế cái nhà bếp ở trên phòng khách này luôn nha. Còn đây là cái phòng ngủ đầu tiên của mình ha anh chị, thì cũng rất là rộng rãi luôn. Dạ. Còn đây là cái toilet của mình cũng như nhà tắm của mình thì tụi em đặt ở giữa ha. Còn đây là cái phòng ngủ thứ hai của mình nha anh chị. Dạ, tụi em bàn giao cho anh chị là với giá rất là hữu nghị luôn là 750 triệu cho phần thô này nha anh chị. Dạ, sau này là cái phòng đa năng nè. Dạ, anh chị nào muốn mua cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0787 686 293 nha. Để mình đến mình xem tiến độ công trình luôn ha. Và anh chị cứ cọc trước đi, rồi khi nào mà tụi em hoàn thiện xong cái phần thô này á, thì mình sẽ ra công chứng luôn cũng được nha anh chị ơi. Dạ, chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo ạ.